Ok, đầu tiên là con voi 51.8. Con này gì đây? Solinger 28 2.8. Delta Kong 33.5. Vigia Optic 51.8. Con voi 28.28. Con này voi luôn, 28F28 luôn ha. Con này là Domiplan 50F28. Con này là con Pentaplet cũng như là Oreton luôn. Còn con là Teleson. Con này rất là đặc biệt, 9 lá khẩu, tuyệt vời. Con da Sinon 135F28, Konica 35F2.8, một con voi 35F2.8, con rất là ngon, con đặc biệt đây. Con lay 90F2.5, hay Sinon 135F3.5, hay Sinon 135F3.2. Cái này gì đây? Một cái con đặc biệt nha. Một cái đầu nối của Phi 55. Cái này là Sona. Taxi Sona 135F4. Konica 50F1.7. Còn con nào nữa? Thôi rồi. Con đặt này chưa quay, con này chưa quay, con cưng. Okay. Ê, quá tuyệt vời. Dạ, thử cái con Atelison. Thử tiên đó đi. Thử tiên đó. Không, tối này ngồi, tối tối có đèn đường đó.